Hello, welcome back to my channel. Start again đi cô. Các bạn của mình có phá thế cái đầu tiên à? Hello, là em bố. Ask the one.
So okay, what we thought to me situation sound good high. It was really high. So okay, và mình sẽ chuyển sang cái thứ ba, Friday Zombie 3. Ah!
phải là có thể ra được. Ở đây thì mình sẽ phải từ ra đây. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư, trường quét hậu rồi ha. Tiếp tục nào. Respect you. Thank you.
sáng tư, ok. Thì mình sẽ chuyển sang tờ thứ hai tiếp theo. This part one. Thank you.
sai các bạn lại phải trả lời lại câu hỏi xong rồi sau đó thì lại ra ngoài rồi và trả lời lần sau khi đúng thì các bạn sẽ không bị lạc vào trong này nữa. Đây là một cuối cùng. Rồi vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, It's Hot O'Clock. Thank you.
Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái cuối cùng. Let's go.
như thế và các bạn đi tìm kiếm tiếp, sau đó thì sẽ tẩu thoát khỏi nơi này, thoát khỏi con yêu quái đã bị như kiểu đột biến, và khi nó gặp các bạn thì nó sẽ tiêu diệt các bạn. Ok rồi, và mình sẽ phát dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.